Suy niệm lời Chúa thứ sáu tuần sáu phục sinh. Thánh Gioan Avila, linh mục, tiến sĩ hội thánh. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Bây giờ anh em lo buồn, nhưng thầy sẽ gặp lại anh em. Lòng anh em sẽ vui mừng, và niềm vui của anh em không ai lấy mất được. Suy niệm: măng chua nấu với ngạnh nguồn, sự đời đắp đổi khi buồn khi vui. Cuộc sống con người buồn vui chen lẫn, cần biết thế để luôn giữ được cái tâm thanh thản đứng trước mọi nghịch cảnh. Như Chúa Giêsu báo trước, các môn đệ buồn sầu đau đớn khi chứng kiến cuộc thương khó của Ngài, nhưng rồi họ sẽ vui mừng khi Ngài sống lại. Môn đệ Chúa cũng sống với cái buồn vui lẫn lộn, nhưng có điều là nỗi buồn của họ sẽ biến thành niềm vui, và niềm vui đó là niềm vui trong Chúa Kitô phục sinh. Đó là niềm vui của chiến thắng sự chết, niềm vui được tái tạo trong đời sống mới. Niềm vui của họ chỉ có Chúa mới ban cho và không gì cướp mất đi được. Chúa Kitô đã chết và đã sống lại, và Ngài vẫn đang sống giữa chúng ta hôm nay. Ngài đang cùng chúng ta thi hành sứ vụ cứu thế trong mọi hoàn cảnh của xã hội toàn cầu hóa nhiều biến động, nhanh chóng, phức tạp, sâu rộng như hiện nay. Chúng ta được kêu mời để sống và chia sẻ niềm vui phục sinh ngay trong những hoàn cảnh tăm tối nhất, đau đớn nhất của đời sống cá nhân và xã hội. Không Kitô hữu nào cho phép mình sống trong tâm trạng thất vọng về tương lai của mình và người khác. Sống lời Chúa hôm nay, bạn hãy luôn tâm niệm bình an và niềm vui đích thực chỉ có ở nơi Thiên Chúa. Tôi xa tránh những gì làm tôi xa Chúa. Ôi lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ở trong mộ đá 3 ngày, nhưng nay Chúa đã sống lại. Xin Chúa hãy ở lại với chúng con. Xin Chúa chiếm hữu và làm cho chúng con thuộc về Chúa, để chúng con luôn sống trong niềm vui của Chúa. Amen.